không đem lại cái gì lợi ích cả. Và Trung Quốc cứ thế mà dần. Trung Quốc nỗ lực chạy đua với thời gian, tân trang quân đội, xây dựng hải quân, đặc biệt điều xây dựng đặc biệt là lực lượng công nghiệp, xây dựng căn cứ hải quân tổng căn cứ tổng hợp rất là lớn ở đảo Hải Nam, nỗ lực chạy đua để mà xây dựng hàng không ngạo. Với đây thì tuyên bố là chế tạo hỏa khí đánh chìm hàng không ngạo của Mỹ. Tất cả những cái đó nó đều là những chỉ dấu cho cái bên Mỹ nó đang là chính sách ngoại giao mềm dẻo với Trung Hoa được 16 năm qua chẳng nghe được cái lợi. Và tôi nghĩ rằng là đối theo như cái sự lượng định của chúng tôi, cái thái độ vừa rồi của bà Clinton cho thấy một cái chỉ dấu từ phía chính quyền Obama là họ không thay đổi chính sách. Họ muốn quân bằng lại phần nào thì thắng trên lực lượng của vùng Obama. Và họ không, có lẽ họ nghĩ rằng là đã đến lúc họ không thể nào để cho Trung Quốc tiếp tục mà tự tung tự tác như vậy nữa, được nữa ở Á Châu. Bởi vì rõ ràng Trung Quốc là một lực lượng là quốc gia gần như là duy nhất trong thế kỷ 21 này có cái tiềm năng, có cái khả năng có thể đối đầu lại. Tôi nghĩ là tất cả những cái động thái vừa rồi của bà Hillary Clinton ấy, nói chung của chính phủ Obama, nó chỉ là một cái động thái cho thấy rằng là sau 16 năm đủ rồi, đến lúc phải có những biện pháp khác với một anh đối thủ. Và rõ ràng không có chỉ dấu gì là biết điều. Câu hỏi thứ ba, kinh tế thị trường, liệu Trung Quốc có đi theo kinh tế thị trường hay không? Thực sự câu trả lời của tôi rất là đơn giản, Trung Quốc đã đi theo kinh tế thị trường lâu rồi. Cũng như cộng sản Việt Nam, họ gọi họ là cộng sản nhưng mà họ cũng có theo cái kinh tế tập trung từ biết ra là cả mấy chục năm nay rồi. Cái lý do mà Trung Quốc sở dĩ còn tồn tại đến ngày hôm nay và trở thành cái nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới chỉ thua Mỹ là chính của họ. Họ áp dụng cái mô thức kinh tế thị trường chứ chỉ có điều đó là anh cộng sản Việt Nam cố gắng dập khuôn theo Trung Quốc là mở tối đa về mặt kinh tế và siết tối đa về mặt chính trị. Đây là cái mô thức của Trung Quốc, họ đang áp sử dụng cái mô thức là mở về mặt kinh tế theo kinh tế thị trường, tha hồ làm ăn ra sao thì làm ăn, nhưng mà miễn là anh đừng đụng vô cái đồng quyền chính phủ. Còn nếu mà anh cứ ngậm miệng, anh đi làm, anh kiếm tiền, anh làm giàu không sao cả, đảng để tranh làm giàu, đảng thoải mái để tranh làm giàu, miễn là anh đừng đụng vô cái đồng quyền chính phủ. Thì Trung Quốc thực sự đã mở cửa đến theo kinh tế thị trường từ lâu rồi, không phải mới đây, nhưng mà họ vẫn duy trì một cái mô thức như tôi vừa nói, mở kinh tế siết chính trị. Và Việt Nam cũng cố gắng làm kinh tế thị trường. Nhưng vấn đề còn lại là Việt Nam có khả năng làm nổi như Trung Quốc hay không là làm chuyện khác. Sau cùng, trước khi dứt đi phần này, tôi muốn khai triển thêm một điểm nữa. Nó thật sự Trung Quốc mạnh như chúng ta nghĩ đi. Thật sự Trung Quốc mạnh như chúng ta nghĩ. Chưa chắc. Trung Quốc là một cường quốc, siêu cường, không ai phủ nhận. Chỉ thua Hoa Kỳ trong lúc này, không ai phủ nhận. Nhưng Trung Quốc có quá nhiều những khó khăn nội tại. Trung Quốc có quá nhiều những thử thách chưa dễ gì mà giải quyết được. Cái sự giãn nứt về chủng tộc ở Trung Quốc, Hoa Kỳ không bị cái nạn chủng tộc, Trung Quốc bị cái sự giãn nứt về chủng tộc là cái sự giãn nứt rất là lớn. Thứ hai, cái sự bất công xã hội của Trung Quốc nó quá khủng khiếp đi. Cái hố sâu giàu và nghèo ở Trung Quốc, những vùng cực kỳ giàu có, Thượng Hải, Quảng Đông rất là giàu, và với những cái vùng cực kỳ nghèo, nghèo khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng. Cái hố sâu khủng khiếp đó nó là cái vết hằn, nó là cái tiềm năng làm giãn nứt cái xã hội Trung Hoa. Quý vị có biết là mới cách đây có 5 năm thôi, năm 2000, tôi xin lỗi, 10 năm, cách đây có 10 năm ở Trung Hoa, trung bình mỗi năm có khoảng 8.000 vụ biểu tình. Quý vị có biết ngay giờ phút này này, trong vòng 3 năm liên tục vừa qua, ở Trung Hoa có bao nhiêu cuộc biểu tình một năm không? Quý vị đoán thử xem có bao nhiêu cuộc biểu tình bạo loạn, cấp số từ 20.000, 30.000 trở lên. Quý vị đó thì xem bao nhiêu cuộc biểu tình ở Trung Hoa? 90.000 cuộc biểu tình ở Trung Hoa. Con số từ 20-30.000 người trở lên trong mỗi vụ. 90.000 cuộc biểu tình ở Trung Hoa. Trung Hoa dĩ nhiên là đến nhẹ như thế này. Nhưng mà đó là những chỉ dấu, những cái vết nứt rất là rõ cho thấy là liệu Đảng Cộng sản Trung Hoa có thực sự kiềm chế nổi cái sự bức xúc của người dân Trung Hoa, một tỷ người đâu đấy. Trong một tỷ người đó bao nhiêu người thực sự được hưởng giàu, được hưởng cái sự lợi ích đem lại những cuộc cách mạng kinh tế ở Trung Hoa? 10% đó, cứ cho là 10%, 90% còn lại sao sao? Cái xã hội Trung Hoa là xã hội đang đứng trước một cái bờ vực thẳm có khả năng bùng nổ, và đó là cái điều ai cũng nhìn thấy. Những ai được theo dõi tình hình đều nhìn thấy là Trung Hoa là một cái khổng lồ, mà cái khổng lồ này không phải là không có cái nhược điểm, cái yếu điểm của anh.
doanh nghiệp nhỏ vậy. Thì tóm gọn lại, tôi nghĩ rằng là Trung Hoa đang thay thế thị trường, nhưng liệu Trung Hoa có còn tồn tại được hay không lại là một vấn đề khác. Và dĩ nhiên ngày hôm nay Trung Hoa đang phô diễn cái sức mạnh của mình, đặc biệt là về mặt quân sự, thì nó đủ là yếu tố để làm cho Hoa Kỳ quan tâm tìm cách quay trở lại Biển Đông. Ngay trước mắt ít ra về mặt đấu tranh cho dân tộc chủ tại Việt Nam, yếu tố đó nó có khả năng tạo ra thêm thành quả trong nội bộ. Cái đó là cái điều bất lợi. Cái ý của tôi muốn đặt ra đó là về vấn đề kinh tướng Lưu Anh Châu có đưa ra một giải pháp, có nghĩa là cơ Hồ Cẩm Đào hạ giọng xuống. Cái mưu đồ của Hồ Cẩm Đào là có thể muốn làm bác của Hoàng Tộc. Lưu Hồng Lưu Anh Châu trình bày được rõ ràng trong cái bài viết đó. Ông nói rằng tại sao Mỹ được thành công là vì Mỹ chịu nghe người dân, lo nghe, lắng nghe người dân, và Mỹ sẽ đầu tư vào những vấn đề cụ thể và đặc biệt vào những vấn đề nông nghiệp cũng như tự do, và Mỹ đã thành công mấy trăm năm nay. Nếu như Hồ Cẩm Đào vẫn tiếp tục theo duy trì cái bạo lực và muốn làm chủ phải dùng Nam Nam Á, và cái mưu đồ này đã từ lâu rồi, cũng chia đến khán giả đã từ lâu rồi, nhưng mà ông Lưu Bá Châu nhấn mạnh cái điểm này, Hồ Cẩm Đào phải hạ giọng xuống để nếu không thì có nghĩa là đất nước của Trung Hoa sẽ trở thành giống như đất nước của Nga xuống. Ý của tôi là đó, ông chắc can đảm chắc nói lời như vậy, mà luôn cả thủ tướng Quốc gia Bảo cũng chấp nhận cái việc đó. Tôi sẽ có câu hỏi. Trước đây một tháng, hơn một tháng đó, chúng tôi có nghe cái tin ở Đài Á Châu Tự Do phổ biến là Nguyễn Tấn Dũng đã ký một cái sắc lệnh là ngưng các cái cuộc lễ, dụ mà 3 tháng 2 là ngày sinh nhật Đảng Cộng sản, ngày 30 tháng 4 và ngày 19 tháng 5 nói rằng là chỉ kỷ niệm 10 năm hoặc là 15 năm. Và lý do họ đưa ra là nói là cho rằng những tổ chức những cái ngày kỷ niệm đó là quá tốn kém. Mà vậy theo ông thì ông nghĩ như thế nào? Và điều này liệu có phải là Đảng Cộng sản tính toán là họ sẽ chuẩn bị để đổi tên đảng vào cái đại hội đảng trong năm tới hay không? Xin cảm ơn. Cảm ơn ông. Tôi thực sự là tôi về cái chuyện họ có đổi tên đảng hay không thì thực sự là cái đề nghị này cũng đã được có người nêu lên nhiều lần rồi. Và hình như là cứ mỗi kỳ đại hội đảng thì cũng có người đề nghị là đổi tên đảng, và cho đến phút này thì chưa có cái chỉ dấu gì mà cái lần đại hội sắp tới này nó khác thì những lần trước họ sẽ không thay đổi cả. Tôi biết là cho đến phút này tôi không có chưa nghe thấy cũng chưa nhìn thấy một cái chỉ dấu nào mà khiến tôi nghĩ rằng là họ sẽ thay đổi giống như một vài lần trước. Nhớ tuy nhiên không là đại hội trước cũng đã có đề nghị đổi tên đảng rồi, đề nghị đến rồi đề nghị lại đi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Còn về cái việc mà tổ chức những buổi lễ đó thì chắc quý vị cũng biết là ngày 30 tháng 4 vừa rồi họ tổ chức buổi lễ rất là lớn, kỷ niệm 30 tháng 4 của họ tại Việt Nam, kỷ niệm 35 năm rồi. Theo như tôi được biết là cái lễ kỷ niệm 30 tháng 4 vừa rồi làm rất là lớn, không có nhỏ đi chút nào cả, cũng chẳng có cái gì gọi là giảm thiểu chi phí mới cho dân tộc quốc gia cả, không có, rất là lớn. Và sắp sửa đây nè, họ sắp sửa tổ chức cái đại lễ kỷ niệm ngày 30 tháng 5, từ ngày 1 tây tới đến ngày 10 tây tháng 10 tại Hà Nội. Rất là lớn không có nhỏ đâu. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái đây này thì tôi một lần nữa qua những cái sự việc xảy ra thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy ngay là những cái việc họ gọi là tiết giảm chi phí hoặc giảm những cái lãnh lạc cũng chẳng có gì chỉ giống, chưa có chỉ giống gì cho thấy họ thực sự làm điều đó. Và ông tin tưởng làm rất là lớn, và sắp sửa tới đây thì tôi được biết là cái đại lễ họ làm ngày 1 đến ngày 10 rất là lớn hơn. Tôi không nghĩ là những cái chuyện họ nói là họ tiết giảm chi phí hay là cách nào để tiếp tục cũng biết là chuyện đó nó xảy ra trên thực tế. Cảm ơn. Kính thưa ông Đỗ Hoàng Điền, theo tin tức báo chí thời gian qua đó, như chúng ta đã biết đó, rằng là đầu năm nay ông Nguyễn Tấn Dũng có qua bên Mỹ, và Mỹ cũng nói chuyện về vấn đề là Việt Nam nên nghiên cứu về vấn đề là hạt nhân. Thì trước tiên đó là hạt nhân vùng dùng vào công nghiệp, nhưng mà sau đó hạt nhân để mà bảo vệ đất nước đó, theo tôi nghĩ nếu mà chế thành vũ khí lợi hại
để mà bảo vệ đất nước Việt Nam đối với trước cái sự mà bành trướng của Trung Quốc. Thì như vậy cái vấn đề mà Mỹ có tiếp tục cũng như Việt Nam có tiếp tục hỗ trợ để mà tiến hành cái project đó hay không? Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là vì vấn đề đó cũng như là trong thời gian qua Trung Cộng đã rất là hách dịch và đã hăm dọa Việt Nam rất là nhiều lần, và để mà chặn đứng cái vấn đề mà nghiên cứu về vấn đề hạt nhân để bảo vệ đất nước Việt Nam, Việt Cộng muốn nước Việt Nam, muốn nước Hoàng Sa, Trường Sa, Hoàng Sa thì đã lấy rồi. Thì như vậy một cuộc chiến chớp nhoáng có thể là không giữ luôn nhưng mà cũng có thể xảy ra. Thì như vậy đó là không biết là theo như ông quan điểm là cuộc chiến mà đánh Việt Nam do Trung Cộng chủ trương có thể Trung Cộng có thể thực hiện không, như là cách đây một năm mà trên báo internet ở trên internet đã nói rằng là có thể đánh trong một tháng thì Trung Cộng có thể chiếm Việt Nam, ví dụ như vậy. Xin thưa ông. Tôi không phải là một cái nhà quân sự, thế ra bình luận về chuyện này có bộ cũng hơi khó. Thế nhưng mà thế này, hai vấn đề phải nêu lên đó. Về vấn đề mà phát triển cái kỹ thuật về hạt nhân cho nguyên tử lực đó ở Việt Nam, thì thực sự là cái lúc mà Nguyễn Tấn Dũng qua bên Hoa Kỳ dự cái hội nghị đó, thực sự tôi biết là ở Việt Nam họ thổi cái chuyện này lên, làm như là Nguyễn Tấn Dũng được đặc biệt mời qua. Xin lỗi quý vị, nó chỉ là một cái hội nghị của nhiều nguyên thủ quốc gia được mời qua và ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ là một trong những người đại diện được mời đến. Thế thôi, chứ cũng chẳng phải là cái gì nó vĩ đại to lớn cả, là nó rừng rang, nhưng mà dĩ nhiên ở Việt Nam thì Việt Cộng từ nó thổi nó lên như là chuyện động trời. Nguyễn Tấn Dũng được tích thân Obama mời qua tích kiến, chuyện nó không có. Tóm gọn lại trên đời phút này đó, tôi nghĩ rằng là cái việc mà Hoa Kỳ vẫn nói chuyện trao đổi đối thoại với Việt Nam về vấn đề phát triển hạt nhân thì tôi nghĩ rằng nó vẫn đang tiếp diễn, nó chưa xảy ra. Và từ cái việc mà nói chuyện đối thoại cho đến lúc mà thật sự bắt tay làm, nó còn là cái quá chặng đường còn dài lắm, còn xa lắm. Và liệu cái chuyện này nó sẽ đưa đến cái vấn đề mà vũ khí hay không thì tôi lại nghĩ là nó còn xa hơn nữa. Chúng ta đừng quên là trên thế giới này những cái anh nào mà anh đã lọt vô trong một cái, ví dụ cái tiếng Mỹ là cái club, một cái hội đặc biệt của những anh nhà giàu có vũ khí nguyên tử, thì thói thường đâu là muốn có người khác mua cái club này của mình, cái club này rất đặc biệt lắm, thì có vài anh có với nhau thôi. Anh nào mà chơi dại lọt vào là nó tìm đủ một cách nó đánh văng rồi. Quý vị mà nhớ Pakistan cách đấy ít lâu cố gắng nhảy vào, rồi cuối cùng dĩ nhiên cùng tìm đủ một cách để đánh văng ra, cuối cùng Pakistan cũng lọt vào. Và mới đây nhất là Iraq, đúng không? Muốn có vũ khí nguyên tử mà phải chuyển dễ. Hoa Kỳ, Trung Quốc, anh Pháp, như anh đã có vũ khí nguyên tử rồi, chẳng bao giờ muốn có người khác có vũ khí nguyên tử giúp mình đâu. Không đời nào muốn cả. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để họ ngăn cản người khác vào trong cái hội đặc biệt của họ. Thành ra tôi nghĩ là cái chuyện mà là cái viễn cảnh của Việt Nam liệu hay là với cái sự hợp tác của Hoa Kỳ liệu có thể chế tạo được vũ khí nguyên tử để mà bảo vệ đất nước chống lại Trung Quốc hay không? Cái nhìn của tôi nghĩ cái chuyện đó nó còn xa lắm. Và tôi nghĩ là cái xác suất thấp lắm. Tôi không nghĩ rằng là trên thế giới này những quốc gia mà đã có vũ khí nguyên tử rồi như Hoa Kỳ họ lại muốn cái khả năng nó lọt vào tay của nhiều quốc gia, vì nhiều lý do. Thứ nhất vì vấn đề an ninh cho họ, và thứ hai cái thói thường như tôi vừa nói, anh nào đã có rồi thì đồng quốc thì khác có giúp gì mình để mà cạnh tranh với mình à? Đâu có đâu, chuyện không đơn giản như vậy. Thành ra tôi nghĩ rằng là cái chuyện đó nó không có, và tôi nghĩ là có cái việc họ tiếp tục đối thoại Việt Nam thì nó vẫn đang xảy ra. Theo như chúng ta biết nó đang xảy ra, thì mà liệu nó có đi xa hơn nữa, nó đi đến cỡ nào, nó bắt tay với nhau như thế nào để mà phát triển cái kỹ nghệ, cái kỹ thuật ở Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng nó còn là một chặng đường dài, chứ không phải chuyện nó diễn ra sẽ ngay. Câu hỏi thứ hai là liệu một cái cuộc chiến Trung Quốc có thể xảy ra hay không? Một lần nữa, tôi không có khả năng để có thể trả lời là liệu cái cuộc chiến có xảy ra hay không, nhưng mà tôi có thể trả lời một điều là để phía bên quân đội Cộng sản Việt Nam, trong Bộ Quốc phòng Cộng sản Việt Nam, thì họ rất là ngại về cái chuyện này, và họ đánh giá cao về cái khả năng này. Mới Tết năm ngoái, năm 2010 đúng không? Tết năm 2009, quân đội Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong tình trạng báo động 100%, vì lúc đó có tin đồn là có thể bị chinh phục.